Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ lắp ráp Lego HIQ R722. Đây là bộ lắp ráp có 170 cái linh kiện sẽ giúp các bạn lắp ráp được 4 cái phương tiện, gồm có con robot tàu này, đây là con robot vịt này, robot chiến đấu này, robot trượt băng này và xe cứu hỏa. Thì điều đặc biệt là chúng ta lắp ráp xong chúng ta có thể dùng cái này để điều khiển từ xa được, giúp các cái con robot này nó di chuyển. Đóng gói sản phẩm nó sẽ có, thứ nhất là cái tay điều khiển từ xa giúp các bạn điều khiển qua cổng hồng ngoại đây, nó có thể lập trình được. Đây là bộ phận thu tín hiệu, truyền dữ liệu tới các cái motor điều khiển. Đây là những linh kiện nhỏ. Đây là các mảnh Lego, một bánh xe và cái bộ phận lắp ráp. Đây là hai cái động cơ giúp các cái mô hình của bạn chuyển động được. Và đây là sách hướng dẫn lắp ráp, chúng ta có hướng dẫn rất là chi tiết, rồi cả hướng dẫn điều khiển nữa. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ lắp ráp Lego điều khiển từ xa này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.